天上个光更多，谁更好听得不来，连天也能得独退，这边看。感恩，感恩，感恩师父，感恩。不管。Giết là người Tây bán A Phiện cho người Trung Quốc. Cường đạo, làm bại hoại xã hội, cho nên mới bị ma quả sát thân. Chết đi. Tên hung thủ là người công ty Dương Vũ. Mẹ, 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 mẹ. Peter, ông có biết người Trung Quốc chúng tôi á theo các con đường này là gì không đây? Là con gà đây. Có. À. Kêu là mấy cô nước mặn, là mấy cô nước mặn đó. Có biết lấy gì không? Là mấy người đẹp đó. À, đây, 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 đây. Tôi chịu vậy đó. Quay, nói tới đây thôi nha. Tôi phải đi tiểu cái đã. Ôi, 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 Get out of here! Wrong table, chink! Be gone! Go! Go down! Hey, what's this? Hey. What's going on? Hey, who are you? Huh? Anh không có sao chứ? Anh đã giết người. Không có sao, không có gì đâu. Điều anh sợ nhất là luôn cả em cũng rời xa anh. Em sẽ vĩnh viễn ở cạnh anh. Khiết dù em nhắm mắt lại để cầu nguyện đi. Tại sao lại như vậy? Anh thâu được nguyện vọng của em. Nguyện vọng của em? Đừng có nói ra. Nói ra rồi không có linh đâu. Thank you.
Một người, một người theo một người đi. Tên gì? Quê anh hùng. Nhanh lên, nhanh lên. Lăn tay đi. Từng người một, từng người một. Mau lên đi, còn chuyển tàu lớn đó. Cho tàu chạy. Cũng đã tới Mỹ Quốc rồi, nhóc con. Cái tượng đó chắc là Statue of Liberty, là tượng nữ thần tự do. Tại sao cháu biết cái bức tượng này kêu là lép, lép, lép cái gì? Bộ chú không thấy ngày nào chống coi sách hay sao? Chuyện của nước Mỹ á, cháu thuộc lòng đây nè. Chú đã tới đây rồi nhưng mà cháu chưa tới. Nhưng mà năm xưa cháu và mẹ của cháu quê mùa lắm, tưởng đâu cái tượng này là tượng Quan Âm chứ. Chú đoán coi cháu kiếm được chào của cháu không đi? Thôi đừng nói nhiều nữa. Mình nói đi kiếm chiếc xe tới lầu Trung Hoa ở Chinatown đi. Xe này kêu là chiếc xe Tung Tung, đừng có nhà quê quá biết không? Ai da, cô thật đại mộng à, mấy cũng không nhớ được à? Sao đâm quá trương à, sô? Mày không nói, tôi không bị cả. Không bị cái gì à, sô? Hôm nay là chúng tôi đại niên thứ nhất, tức là sinh nhật. Mày không nói, tôi không bị cái gì à, sô? Không bị cái gì à, sô? Không bị cái gì à, sô? À, hy vọng bạn sinh nhật vui vẻ, tinh thần, sức khỏe, sung sướng. Không phải mày không có à?整蛊你啫！你由细到大，新年我几时冇俾个利是你啊？嗱，多谢叔，大个仔啦，生生性性啦，知唔知啊？知道啊，行啦。诶，朱神啊，冇người Tây biết múa lần nữa hay sao hả？Mấy người đằng trước không phải là mấy người Tây đâu. Múa lân dịch trải đều là người Trung Quốc của mình đó. Phía trước kêu là lầu Trung Hoa. Năm xưa chú và mẹ của cháu tới đây kiếm cha cháu, cũng ở tại chỗ đó. Sao cháu lại không có ấn tượng gì? Đúng là thằng khờ mà. Lúc đó chưa sanh cháu ra. Thấm thoát đã mười mấy năm rồi thì thay đổi rất nhiều. Ê, xin chào hai vị, cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài. Không biết hai vị đến đây uống trà hay là mướn khách sạn gì hả? Trước tiên chúng tôi ở lại đây, rồi sau đó tôi có chút chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ giùm. Đều là kẻ xa quê, tứ hải chi nội, nay quân đệ chúng ta đều là người Trung Quốc. Đừng có khách sáo, hả? Nếu mà cần gì chúng tôi giúp đỡ, thì chúng tôi nhất định sẽ tận hết sức giúp đỡ thôi. Cảm ơn chú. Anh hai à, xin hỏi ông chủ của anh, hiện bây giờ có phải vẫn còn là ông năm xưa hay cắt tóc ngắn không? Hả? Ông chủ mà anh nói thì bây giờ đổi người khác rồi. Kìa, đang múa lân ở ngoài cửa chính là ông chủ mới của chúng tôi. Trung Hoa hảo hán, đồ
đồng tâm cố gắng bảo gia vệ quốc. Kinh Tứ Hải, hay. Anh hùng hào kiệt, liệt đảm trung can, kháng mang chi, ngạo bát phương. Wow! Today's Chinese New Year. I don't want to ruin it for you people. Now where's the friggin' monk? Mày nói gì? Tôi làm chủ của lầu Trung Hoa. Có gì nói với tôi đi. Pretty good. I'd love to go one-on-one with you someday. Lúc nào cũng được. Now I know he's in there. This is the man I'm looking for. Chỗ của tôi là khách sạn và nhà hàng. Nếu nhà muốn kiếm thầy chùa, gì thì lên chùa kiếm đi. You Chinese are always covering each other's ass. Now I know he's hiding inside. I'm gonna get him. Right now! Người Trung Quốc của chúng tôi nói chuyện có lễ phép, có nguyên tắc. Nếu nhầm muốn vô trọng thì phải đánh tôi trước. Nếu nhầm đánh thắng tôi, muốn gì tùy. Like you Chinese also say, your words are honor. Quân tử như ngôn, tứ mã nan truy. Là ngày đầu năm, chúng ta đừng để đám tay tới đây phá đám. Tất cả đều phát tay, phát cho họ đi. Dạ được. Cảm ơn ông chủ. Cậu em, hình như chưa bao giờ gặp anh, mới tới hả? Dạ phải ông chủ, ngày đầu tiên tới đây. Ông chủ không những là võ công giỏi, nhân người cũng rất giỏi. Người Trung Quốc ở đây rất ít, chúng ta phải đoàn kết. Ờ nè, cháu thầy tới đây vậy? Chú của tôi, chú Seno à. Kiếm Hùng. Người này là bạn tốt trước đây của cha cháu, tên là Hán đó. Anh cũng biết là Hán hả? Dạ phải ông chủ. Ông chủ à, xin hỏi ông có nghe qua tên của một người không? Nói đi. Quê anh Hùng. Quê anh Hùng? Cháu tên là Quê Kiếm Hùng, quê anh Hùng là cha của cháu. Chú không biết cha của cháu, nhưng mà biết chuyện của ông. Vậy còn La Hán? Đi theo tôi. Cháu là con của anh Hùng hả? Chú là Hán. Kim Hùng, cháu thật là giống quá. Ánh mắt của cháu rất là giống anh Hùng. Có biết cha của cháu bây giờ ở đâu không đây? Mười mấy năm nay chú cũng đang tìm kiếm cha của cháu. Sáu năm trước, chú và cha của cháu cũng đều là người tự nguyện bán qua miệng. Cả mấy chục người đều nhốt trong một cái hầm tàu nhỏ, không có một chút tự do nào hết. Có nước hay không vậy? Khá quá đi. Cho chút nước uống coi. Có ai nghe không vậy? Quay ông ngoại đi đó. Ông đi. Hay là cho chúng tôi ra ngoài xả hơi đi, nực quá trời rồi nè. Ở dưới này vừa ngợp vừa nực, có phải không vậy? Cái đám cày đó thật sự coi chúng tôi không phải là người. Ở trên mặt tàu cứ đổ đại cơm nước xuống. Đám lộc công qua kỳ của chúng tôi không có cách nào chọn lựa, chỉ có thể lượm cơm và nước ở dưới đất lên ăn thôi. Chú và cha của cháu cũng đều ăn rất ít. Chú là hòa thượng,
chịu đói quen rồi. Con trai của cháu thì nhất định là chờ khi người ta ngủ hết, rồi lượm từng hộp cơm ở dưới đất lên bỏ vô chén. Anh rất giỏi, cứ lượm như vậy mà anh cũng lượm được hơn nửa chén. Có đôi lúc còn có đồ ăn nữa. Cả mấy ngày rồi, thầy không có ăn cơm. Tôi không sát sinh. Được rồi, cơm trắng thôi mà. Mấy con gián đã bị tôi ăn hết rồi. Tôi còn giữ chiếc tàu đó, tổng cộng chạy 37 ngày. Bởi vì mỗi lúc mặt trời mọc hay lặn, thì tôi cũng đều gạch một dấu hiệu trên mặt tàu. Kiểm tra và sát trùng. Tôi cảm thấy mình luôn cả heo ngựa cũng không có bằng nữa. Sau khi kiểm tra sức khỏe và đăng ký xong rồi, thì cả đám người chúng tôi được an bài lên một chiếc xe cam nhông. Chúng tôi cũng không biết đám trai đi chúng tôi tới đâu. Chỉ biết đây là, có lẽ là một con đường đi không có thể quay trở lại được. Chỉ biết là chiếc xe đó đã đưa chúng tôi tới một công trường tên là Mỏ Ngu Cốc. Làm việc mau đi! Ê, mày làm gì đâu? Làm việc mau lên! Mau lên! Mau lên! Làm heo con rất cực khổ. Đám tư bản đó, họ không cần biết sự sống chết của chúng tôi. Có người chịu đựng không nổi cho nên bị ngất xỉu. Đám cai không với với họ như vậy, đưa họ đến một nơi quan lạc, bỏ mặc sự sống chết của họ. Cho nên có rất nhiều người làm đến nỗi bị bệnh cũng không dám lên tiếng. Còn tình bạn giữa chú và ba của cháu tích lại từng giọt trong những ngày khổ sở đó. Tên gì? Là Hà. Hoài làng dấu tay. Cảm ơn. Quê anh Hùng. Phu anh Hùng, anh đi đã 2 tháng mấy rồi. Em rất nhớ chị anh. Sáng hôm đó em và Sanh Hô chạy ra bến đò. Rất tiếc tàu của anh đã đi rồi. Em đã khóc cả đêm. Tại vì em rất sợ. Em sợ sau này sẽ không gặp lại anh được. Em muốn nói chuyện này cho anh biết. Em đã có thai, cho nên em cũng có thiên lượng qua với Sanh Hô, quyết định ngồi tàu qua Mỹ đi kiếm anh. Anh phải chờ em nha. Vợ của anh khiếp dung, tin rằng nguyện vọng của mình sẽ thành sự thật. Người nhà gửi tới hả? Vợ tôi đã có thai. Chúc mừng anh. Cảm ơn. Có lộn không đây? Luôn cả hộp gà mà cha Lì mời chúng tôi ăn cũng tính tiền hả? Sao nói là mời chúng tôi ăn? Có chết tôi cũng chịu lăn chỉ tay. Nếu mày không chịu lăn chỉ tay, tao thương mày tội quỷ hợp đồng nữa nha. Ông ăn hiếp tôi vậy hả? Tôi bán mạng với ông. Quay về đây, không là gì đây hả? Các người có phải là người không? Ngày mai chúng ta bãi công phản đối. Đúng rồi, bãi công.
Phản đối! Phản đối! Phản đối! Tụi mày thấy rồi chứ? Đây chính là hậu quả không nghe lời. Làm ác độc quá vậy. Phải đem đi chung. Nếu như không, cái xác sẽ nổi sình lên. Sự phản đối vô tiếng không thể duy trì được bao lâu. Sau khi xảy ra chuyện này, những công nhân ở trong công trường sau này thì càng khổ sở hơn. Lá thư này đã coi mười mấy lần rồi, không thấy chán sao? Anh làm hòa thượng, vì cảm tình anh không hiểu đâu. Sao anh biết? Nghe bên ngoài kìa, sói đang kêu đó. Hai cái tên này không phải bị ma hại chết, mà là bị người tài giết chết trả thù. Bắt đầu từ bây giờ, tao kiếm đám người tài tới gây quẻ tụi bay. Tụi bay không những là bị còng tay lại, mà còn phải sáu người một tổ, còng luôn cái chân lại. Tao biết được ai là hung thủ, chính là hắn, Quê Anh Hùng. Đứng yên nha. Sau này đương nhiên là khổ càng nhiều. Đi mau. Nhưng tình cảm cũng dạt dào đi. Nhưng mà chúng tôi cùng nhau bán qua bên Mỹ, cùng nhau chịu cực khổ, và còn tính trời xanh chánh nghĩa của cha cháu, cũng cảm thấy cho chú có một người bạn như ảnh thì là hãnh diện. Cho nên chú định mạo tới nguy hiểm tính mạng, còn phải cứu đứa cha của cháu. Nhưng mà thì ra đêm hôm đó cũng có một người khác đồng thời cũng muốn tới cứu cha của cháu đi. Anh Hùng, anh thấy thế nào? Uống miếng nước đi. Là hắn, chạy mau đi. Nhẫn nại một lát nha. Tại sao xuất gia còn muốn mua chuối trái đến Mỹ Quốc? Nếu nói cho tôi nghe, là vì để tránh một đoạn nam nữ tình, anh tin không? Nguyên là tình chân. Không sai. Vì tôi đối với một nữ tính không đủ, nên tôi phải cao cao phi tránh cô ấy. Bạn nhẫn lại một chút. Ai đó? Ai đó? Ai đó? Hả? Ai đó? Hả? Anh Hùng, kim ngờ sư phụ kia tự cứu em. Các người chạy trước đi. Sau đêm hôm đó, chú không gặp cha của cháu nữa. Sau đó chú mới biết được tính cha của cháu. Là hắn nói cho mình biết về chuyện bà cháu bán qua bên này. Thú thật nha, chú cũng chưa có hề nghe bà cháu nói qua. Tại sao chú quỷ vá sau khi cứu cha của cháu thì ông không về quê kiếm chú và mẹ? Năm xưa chú và mẹ của cháu ngồi tàu qua Mỹ để kiếm cha của cháu. Lúc đó mẹ của cháu đã mang thai cháu 4 tháng. Hai
welcome to America. Hai vị là người Trung Quốc hả? Phải. Muốn đi đâu? Tôi muốn kiếm một chỗ ở vừa rẻ vừa đẹp, có được không vậy? Được, không thành vấn đề. Xin mời lên xe. Mời lên. Hả? Lên xe. Cẩn thận nha. Ê, cẩn thận. Cảm ơn. Ngồi vững nha. Sâu đỏ quá đi, tôi thấy sợ quá. Hay à, trước kia ở dưới làng của mình cũng có mà, cần gì phải sợ. Tôi cảm thấy A Mỹ Lợi Gia thiệt lớn quá, nhà lại cao. Hồi nãy khi mình xuống tàu, tôi thấy tượng Phật Bà Quan Âm thiệt lớn lắm. Tượng Quan Âm gì? Cái tượng cầm cây đuốc lớn như là cái núi gì đó. Không phải là Quan Âm đâu, là tượng thần tự do đó bà. Nhiều chuyện, chúng tôi nói Quan Âm là Quan Âm, loa kéo xe đi. Hồi nãy tôi có cầu nguyện với bà Quan Âm, tôi biết lần này mình nhất định sẽ kiếm được anh hùng. Ở đây có là lầu Trung Hoa, có ăn có ở, không biết nói tiếng Tây cũng không có sao hết, là tại vì có người Trung Hoa mở đó. Mời hai vị lên lầu. Thủng thẳng đi ha. Chú và mẹ của cháu đường xa dịu dợi, ngồi cả 40 ngày tàu, rốt cuộc đã tới Mỹ để kiếm cha cháu. Trong tay của chúng tôi, ngoài có địa chỉ của công trường ra thì cái gì cũng không có. Nhưng mà cũng may lúc đó bên này người Trung Quốc cũng nhiều, cho nên chúng tôi đi hỏi kiếm khắp nơi. Công trường mỏ Ngu Cốc hả? Cách đây xa dữ lắm đó, ngồi xe lửa cũng mất hết 2 ngày. Chỗ đó có nhiều lao công Hoa Kiều lắm phải không? Đúng vậy, hầu như tất cả đều là phải. Nhưng nói tới lao công Hoa Kiều thì là thảm lắm, cuộc sống của họ không phải là con người đâu. Bộ hai người có người thân bị bán hay con qua bên đó hả? Là chồng của tôi. Cô có mang thai 4 tháng. Làm ơn ông hỏi giùm tôi, có một người tên là Quê Anh Hùng hay không? Quê Anh Hùng? Quê Anh Hai, tại sao anh giật mình vậy? Chắc là anh biết Anh Hùng hả? Quê Anh Hùng là hát xì bằng của cô hả? Cái gì là hát xì bằng? Hát xì bằng đó, tức là ông xã. Ê, nhưng mà tôi thấy hai người lần này tới là uổng công thôi. Tôi thì không hiểu gì mấy. Anh chờ chút, tôi cho anh coi cái này. Nè Anh Hùng. Đừng có lớn tiếng, ở đây có nhiều người ta biết được tiếng Tàu đó. Anh đã xảy ra chuyện gì? Anh đã giết người trong công trường, bây giờ đang bị bọn họ tầm nã ảnh. Ngài kiếm được ảnh thì được thưởng 1.000 đồng. Bây giờ anh thế nào? Người Trung Quốc đương nhiên là phải giúp người Trung Quốc rồi, phải không? Cho nên tôi không đem tờ giấy này dán ra ngoài. Hai vị từ từ nha. Vậy kéo tôi tới Hội Liên Hiệp đi. Tới đó xin việc làm hả? Kêu kéo thì kéo đi. Trời, thế bây giờ kiếm việc làm khó dữ lắm. Sao anh nói nhiều quá vậy? Muốn tôi cho ăn trưởng không? Chúng tôi không phải xin việc làm mà là đi kiếm người. Được, vậy lên xe đi. Cẩn thận. Coi vững nha. Có chuyện gì đây? Xin lỗi, ông có gặp qua người này hay không? Không có. Chú và mẹ của cháu ngày nào cũng đi kiếm cha cháu, cho dù trời mưa trời nắng hay là lễ lộc gì. Khi chúng tôi qua tới bên này không có bạn bè, lại không có thân nhân, kiếm được cha của cháu thì mới có hy vọng. Nếu không, chúng tôi thì không biết làm sao. Đường nước nôi không à, tôi thì không biết cô ra ngoài làm gì. Tôi có hỏi Thiên Tám ở trong nhà bếp, Thiên nói là phía bắc có một cái trấn nhỏ, lâu lâu cũng có người của mình tới đó làm mướn. Tôi muốn tới coi thử. Cô đang mang thai, đừng có nên đi tới đi lui nhiều mà. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Uầy, làm gì mà như gà mắc đẻ vậy? Hi. Làm ơn tới trấn dược khách ở phía bắc. Quê, tại sao không kéo xe vậy? Có phải muốn tôi cho anh một chữ mới chịu kéo không? Quê,
anh hùng kia. Anh hùng. Khiếp vô. Em nhớ anh lắm. Em kiếm anh rất cực khổ. Anh hùng. Khiếp vô. Xin ông. Rốt cuộc sau cơn mưa trở lại sáng, thì ra cha của cháu sau khi nhận được thơ của mẹ cháu thì ở lại Mỹ để kéo xe. Mỗi ngày anh tới bến đò chờ những người cập bến, hy vọng sẽ có một hôm kéo được mẹ của cháu. Nhưng mà rất tiếc, hình như là ông trời muốn trêu ghẹo ảnh. Đôi bên vẫn không được gặp mặt nhau cho đến ngày hôm đó. Lạ thiệt, có tiếng của hai trái tim đập đó. Một trái là của em, một trái là của con. Khờ quá đi. Ây da, nó đạp anh kìa. Chỗ này nè. Hay là mình sau ngồi vào chơi đi. Được. Không biết là đạp em nữa kìa. Nó cũng lì thiệt nha. Ngồi xuống nghỉ chân đi. Không biết con của mình có mệt hay không. Để anh nghe đã. Anh có còn nhớ khi đêm anh ra đi em đã cầu nguyện cái gì hay không? Sự cầu nguyện của em rất linh. Nghĩ cái thai của bà. Sao hả đại phu? Là song thai đó. Chúc mừng, chúc mừng. Để tôi hút thang thuốc dưỡng thai cho bà nha. Dạ. Thì là song thai hả? Tốt rồi. All right, just hold still please. This won't take a minute. Good, thank you. Good. Sino, qua đây chụp chung đi. Tôi hả? Thôi đừng. Chụp chung đi. Ê, thôi đừng, thôi đừng. Không được đâu, không được đâu. Đừng, đừng, đừng. Thôi mà, thôi mà. 1, 2, 3. Kiếm Hùng à, cháu có biết từ nhỏ tới lớn lần đầu tiên chú chụp hình là chụp ở trong tiệm này không? Đáng lẽ chú thà chết cũng không chịu chụp đâu. Bởi vì chú nghe người ta nói cái máy chụp hình một khi mà chớp lên sẽ hút hồn vía người ta. Nhưng mà cha mẹ của cháu cứ khăng khăng kéo chú đi chụp hoài à. Không biết bây giờ hình của chú với cha mẹ cháu có ở đây không hả? Thằng khờ, dĩ nhiên là không còn. Đã lâu quá rồi. Bây giờ luôn cả cái tiệm chụp hình này cũng không còn mở cửa nữa kìa. Ui, tại sao cả người cứ thấy không yên vậy? Hình như là bị ma theo vậy đó. Từ khi cháu tới nghĩa địa thì đã có cảm giác như vậy. Làm sao đây chú? Đương nhiên là phải bắt nó ra rồi. Cháu cũng nghĩ như vậy. Tại sao mấy ngày nay theo dõi chúng tôi? Chú Thanh Nô, anh Kiếp Hùng.
Anh kiếm ông này của bà con với cô ấy sao? Tôi nghĩ tôi không kiếm làm người. Tôi kêu là Tư Ngạo. Cha tôi kêu tôi dẫn hai người tới gặp cha đó. Cha của cô là ai? Cha của tôi kêu là Quỷ Bác. Bác sư huynh Shano Kim Hùng, chào chú Quỷ Bác đi. Ông là sư huynh của cha cháu. Năm xưa chính mắt ông nhìn thấy cháu chào đời đó. Chú Quỷ Bác, có phải không nè? Em đã nói có bà con nhà rồi mà anh Kim Hùng. Tư Ngạo, không được vô lễ. Kim Hùng, qua đây cho chú nhìn rõ cháu. Cháu là con trai của anh Hùng, quả nhiên là nhân tài luyện võ công. Ờ nè Quỷ Bác sư huynh, tại sao anh lại tới đây vậy? Sau khi cha mẹ của Kiếm Hùng gặp lại nhau, khoảng thời gian đó là những ngày tháng mà họ vui vẻ nhất. Đáng tiếc sự vui vẻ của họ rất là ngắn ngủi. Merry Christmas, Merry Christmas. Oh, oh, happy. Here's one for you, my dear. Đẹp quá. Christmas, Merry Christmas. Tặng cho anh nhờ. Quà Noel. Cảm ơn. Tôi thừa lệnh của sư phụ tới mỏ nguồn cốc để mà cứu anh Hùng, nhưng mà nó vì chờ vợ cho nên ở lại phố Tàu. Giáng sinh của năm đó tôi kiếm được nó trên lầu Trung Hoa. Bởi vì sư phụ Kim Ngạo đang gặp sự khiêu chiến của đồng môn, tôi nghĩ là anh Hùng sẽ giúp được cho sư phụ. Tôi cần 3 căn phòng. 2 căn là phải kề vách nhau, 1 căn phải lớn để vừa đủ 3 người, nhưng mà phải xa anh chút. Tôi sẽ cố gắng. Nhất định phải làm cho được. 3 người ở 1 phòng, còn tôi và Tu La mỗi người 1 phòng. Đại sư huynh, tại sao 2 người mỗi người căn phòng, còn tôi em ngủ chung căn phòng chật như vậy? Tôi biết đại sư huynh muốn đơn độc thân cận với đại sư tỷ. Tôi là đại sư huynh, tôi nói sao phải nghe vậy? Cấm không được cãi và cũng không được hỏi. Ở này các vị nè, 2 căn ở hướng đông, 1 căn ở hướng tây, 2 căn ở hướng, vậy được chưa? Đây là đám nhận giả của Nhật Bổn tên là Ngũ Thục. Họ có quan hệ gì với chúng ta? Rõ ràng mục đích của họ để thăm dò tin tức của sư phụ. Sau khi liên lạc được người đó thì qua phòng câu hộp. Thật ra Kim Ngạo có 2 tên đệ tử, một tên là Quỷ Bác, một tên là Quê Anh Hùng. Hành tung của Quỷ Bác thì phiêu dù khó định, còn về Quê Anh Hùng đáng lẽ đã nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi rồi, nhưng mà trước đây 4 tháng hắn đã giết người trong công trường. Bây giờ phiêu bạt giang hồ, mỏ cốc ngù cũng đang tầm nã hắn đó. Thật ra Quê Anh Hùng ở đâu, tôi đã kiếm được hắn từ sớm rồi. Tại sao còn đi cáo mật? Cái đám tay đó chỉ cho có 1.000 đồng tiền hoa hồng thôi. Nếu như tôi đem cái tin tức này nói cho Kim Thái Bảo biết, tôi nghĩ tiền thưởng không những là chỉ có số này thôi chứ hả? Gia sư có lệnh, nhất định phải moi được Kim Ngạo và đệ tử của hắn ra. Tiền vô nghĩa, đừng lãi nhảy nữa. Ra giá đi. Hây da, hây da. Làm ăn với người Nhật Bổn á, quả nhiên là khác hẳn ha. Cái đám tay đó thiệt đúng ngu như là con heo vậy. Nếu tôi là Quê Anh Hùng, một là xuống Tàu về Trung Quốc, còn 2 á là trà trộn trong đám người Trung Quốc sống ở chợ Tàu. Quê, thật ra Quê Anh Hùng hắn trốn ở trong lầu Trung Quốc cũng có cả tháng rồi đó. Sư huynh, khoan đã.
ngày mai chuẩn bị một khoản tiền thưởng đi. Còn muốn kế tiếp làm như thế nào á, tôi sẽ nói cho ông biết. Goodbye. Bye bye. Sayonara. Dạ. Lấy quà chế quà. Chỉ cần có loại hán gian như tiền vô nghĩa thì mình nhất định kiếm được quê anh hùng. Quả Tứ Lan, Thủy Hạ, Thổ Nguyên Nguyệt, ba người trở về phòng đi. Dạ. Yeah. Tôi có chuyện bàn với Tu La. Tu La, sư phụ đã hứa với anh, nếu như mà chuyện lần này đủ thành công thì chúng ta có thể thành hôn. Ai hứa lý anh? Bao nhiêu năm nay không lẽ anh đối với em thế nào em không biết sao? Vậy tôi đối với anh ra sao anh cũng nên biết. Nếu không còn gì nói, anh ra ngoài đi. Nếu nói về đánh, tôi chưa chắc thua anh. Ngày hôm sau chúng tôi tính lại đánh đồng phủ đầu, ai ngờ bọn họ đã đi rồi. Xin lỗi.
sông máu rất nhiều, có nguy hiểm đến tính mạng hay không vậy? May là anh tới sớm thôi, gân cấu bên trong không có bị thương, không có sao đâu, yên tâm đi. Đại phu à, làm phiền ông. Sau khi anh Hùng đến mộc tu lạc bị thương thì nó nảy sinh ra một cảm giác rất kỳ diệu đối với cổ. Anh coi lãng mạn hay không? Cũng giống như anh đối với em vậy đó. Sau khi anh biết em là con gái thì anh sẽ nương tay ngay. Nếu biết như vậy tôi đánh cô bị thương nặng rồi cổng của đi coi đại phu thì càng lãng mạn hơn nữa. Chúng tôi đánh với ngũ thuộc nhân chỉ có một hiệp đầu thôi, nhưng luôn cả anh Hùng cũng không ngờ được vì trong chốc lát mềm lòng tha cho mộc tu la mà lại có hậu quả sau này. Kim Hùng, bây giờ cháu đã biết tại sao chú không cưới vợ rồi chứ? Bởi vì có nhiều chuyện mình không đeo đuổi nó cũng khăng khăng tới với mình. Nguyên nhân của lần này mà chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta đánh giá thực lực của họ quá thấp đi, nhất là Quê Anh Hùng. Tôi còn giữ được tính mạng là một điều may mắn. Tôi muốn trở về Nhật Bản. Tu La, trả lời cho anh nhỉ? Cảm ơn. Chú à, thế nào rồi? Ờ, được, được, không có gì. Sao biết tôi ở đây? Vết thương của cô thế nào? Đã lành lại rất là nhiều. Vợ của anh đâu? Ngủ rồi. Sao đối với tôi như vậy? Tôi nghe tiếng sáo của cô. Cô phải nhớ đến quê nhà hay không? Cô đừng lắm hả? Anh dùng thuật dịch dung. Anh hết cách mới làm vậy thôi. Em biết mà. Em biết là anh rất yêu em. Tại sao lại từ chối anh? Tối nay anh nhất định phải được em. Nè, em làm gì? Nếu anh muốn tới, tôi sẽ tự đâm chết mình. Tại sao là hắn? Tại sao là Quê Anh Hùng? Hắn chỉ là một người Trung Quốc thôi mà, và còn là đệ tử của Kim Ngạo. Tại sao em phải chọn hắn? Anh không giống anh. Ngày mai giúp tôi về Nhật Bản,
Chúng tôi không có bị ổn như anh. Tuy là anh Hùng đã rời khỏi mỏ nguồn gốc, nhưng rất quan tâm tình hình bên trong, nên chúng tôi đã quyết định kiếm tiền vô nghĩa. Nói thiệt nha, ngũ thuật nhân muốn kiếm sư phụ Kim Ngạo, chúng tôi không coi họ ra cái gì cả. Tôi muốn biết tình hình trong mỏ ngũ cốc thôi. Ây da, chúng ta đều là người Trung Quốc đó mà, phải nên tương trợ lẫn nhau chứ. Nếu như có chuyện gì á, thì cứ việc phân phối cho tiểu đệ này làm đi. À, anh ăn đi. Nè, ngon không? Chuyện gì? Sao hả? Đau quá. Sắp sanh rồi. Quay, mau đi kêu bà mụ đi. Để tôi đi kêu bà mụ. À, tôi đỡ cô qua bển ngồi nha. Nè, cẩn thận. Bà Quê à, bà Quê. Nè, bình tĩnh đi, đừng có sợ nha. Ờ, sắp được rồi, hãy thả lỏng đi. Nè, đừng có lo, sắp được rồi. Ráng nhiều chút xíu đi, bà Quê à. Ráng nhiều chút xíu nha, sắp được rồi. Thả lỏng đi, thả lỏng cho anh Hùng. Để tôi lạnh, cho chừng chỉ nha. Để tôi mấy ông là đàn ông, anh đó, đi ra ngoài đi. Đi đi. Bà Quê à, thả lỏng tinh thần đi nha. Hả? Quê, anh Hùng, anh về đúng lúc. Chuyện gì? Thiên nhiên sắp sanh. Ê, dạ, vậy thì chúc mừng nha. À, sắp được rồi, nhanh lên. Nè anh Hùng, đàn ông không vô được đâu, chờ thêm chút đi. Đúng, chờ chút đi. Ờ, sanh rồi. Phải sanh rồi. Trai gái gì, con trai tốt hơn mà, ông nói phải không hả? Quê, anh Hùng, anh lại làm cha thêm lần nữa. Ờ, đúng. Sanh đôi hả? Lợi hại quá vậy. Hey. Ây da, xui xẻo. Nên, chờ chút, không sao đâu. Nhiều máu quá, có cần giúp tay không đây? Nhiều chuyện. Bỏ lại đi. Quê, à, ông Quê, chúc mừng ông, bà Quê sanh đôi đó. Khiếp vô. Một trai một gái. Ông Quê. Hả? Con gái của ông nè. Bà Quê ra máu rất nhiều. Khi vô à? Em yên tâm đi, không có sao đâu. Lửa cháy tới rồi, chạy mau đi nè. Ông nói nhà trước đi hả? Mau lên, Sandu à, anh Hùng à, đỡ vợ của anh chạy mau đi, mau lên. Sandu, chạy mau đi. Chạy mau. Chạy mau đi. Mau lên, chạy mau. Khiếp vô. Anh Hùng, tránh ra đi. Trời ơi, ông làm gì? Đừng qua đây nha. Ông muốn sao? Mày cũng vậy. Nếu mày bước tới, ta bóp cổ nó ngay đó. Xin đừng, trả con tôi lại cho tôi. Trả nó lại cho tôi. Ông làm gì vậy? Ông trả đứa nhỏ này cho tôi. Trả lại cho tôi. Mau đi cứu con của mình đi. Bằng ngọn lửa này, ta bắt Quê anh Hùng và lầu Trung Hoa vĩnh viễn biến mất. Tôi đoán biết là ông rồi đó mà. Hơi.
Du, Khiết Du. Anh Hùng, con gái của mình. Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu con gái của mình về. Em nhớ kỹ, Noel năm tới chúng ta sẽ chúc mừng với con gái của mình. Anh Hùng, hãy tin anh đi. Mày là đứa nhỏ không sao đó. Ê, anh Hùng ra tới kìa. Anh Hùng, đứa bé đâu? Mình về. Khiết Du, Khiết Du, Khiết Du. Vì lão già này thì ra là một người có tướng. Tên của ổng là Mệnh Xét. Những lời nói của ổng nói với anh Hùng có thể nói là ảnh hưởng tới vận mệnh của anh Hùng suốt cả cuộc đời. Thiên sát vô tình, số mệnh tương khắc. Ngày sanh tháng đẻ của cậu khác hẳn với người thường. Lúc cậu chào đời, khí âm sát rất là nặng. Trước 18 tuổi cuộc sống bình đạm, sau 18 tuổi nếu cha mẹ còn sống nhất định là gặp hình khắc, bị chết bất đắc kỳ tử, có phải hay không? Số mạng của cậu đã có chủ định, không con không cái, suốt đời sẽ cô độc tới già. Tất cả thân nhân bạn bè sống bên cạnh cậu nếu không chết bất đắc kỳ tử thì cũng chết không được yên thân. Bởi vì số của cậu đã phạm thiên sát vô tình. Tuy rằng vợ của tôi đã chết rồi, nhưng đã sanh một cặp con cho tôi. Khi nào chúng tôi trùng phùng? Tốt nhất là đừng nên. Tại sao? Cậu và con gái của cậu tương khắc với nhau, không thể ở chung.
Nếu không, một là cậu chết, hai là nó tử. Những mệnh nằm trong tay của tôi, có cách nào để giải quyết không vậy? Trừ phi là cậu chết trước. Sano, anh một kiếm trùng đem về quê giùm tôi đi. Vậy còn anh? Tôi và quý bác còn một việc phải làm. Anh Hùng, em thì tin em là thiên sát cố tình hả? Anh Hùng đã cùng với tôi đi về Nhật Bản. Vừa đúng thời gian đó, sư phụ của tôi Kim Ngạo đấu với sư đệ cùng môn của ổng. Hai người vì tranh giành với nhau để được cái cuốn Trung Hoa Ngạo Khuyết này nên đã đấu với nhau một trận kịch liệt. Và lúc đó tôi và anh Hùng vẫn chưa biết trận lửa ở Lào Trung Hoa là do Kim Thái Bảo phóng ra. Nếu như không có sự đau khổ mất vợ của anh Hùng thì nhất định sẽ không tha cho hắn. Đại sư huynh, Trung Hoa Ngạo Khuyết là kiếm thuật tình yêu của bổn môn. Trước khi sư phụ bị chết có nói qua, ai có khả năng sẽ được. Cho nên anh là đại sư huynh, nhưng cũng không chứng tỏ là anh có quyền đọc được. Mong là anh trao nó ra. Vô địch, lần này ta từ nước ngoài trở về Nhật Bản chính là để chấp nhận cái vị trưởng môn của sư phụ đã truyền lại cho ta, trong đó bao gồm có Trung Hoa Ngạo Khuyết. Căn cứ theo môn quy, Trung Hoa Ngạo Khuyết là phải do trưởng môn bảo quản. Bây giờ sự yêu cầu của ngươi chỉ khiến cho ta khó xử thôi. Sư phụ truyền vị lại cho anh tôi không phục, bởi vì anh thật sự không phải là người Nhật Bản. Sư phụ, vô địch, thế là không ngờ đao pháp của người cũng chỉ vậy thôi. Có biết tại sao người thua cho ta hay không? Là bởi vì trong lòng của người vẫn còn lo lắng. Người hãy quay trở về làm một người cha tốt và một người chồng tốt đi. Thật sự người không đáng để làm một võ sĩ. Đào trường bất dị, chúng ta đánh tiếp đi. Ta không đánh với người nữa. Hôm nay thắng bại đã phân rõ rồi. Người trở về rèn luyện lại được kiếm ta. Cho dù ta không đánh với người thì ta cũng kêu đệ tử của ta đánh với người.
Sư phụ, anh Hùng, con và thầy có duyên sư đồ với nhau. Bây giờ sư phụ truyền kiếm phổ Trung Hoa Ngạo Quyết lại cho con. Vô Địch Thắng mê kiếm ngâm cuồng, sư phụ biết nó tôn thượng võ lực, cho nên sư phụ không hy vọng hắn đạt được kiếm phổ Trung Hoa Ngạo Khuyết. Dạ sư phụ. Sư phụ. Thân gia trận quyết đấu đó, người thua đó lẽ là sư phụ. Ông bị nội thương rất nặng, một tháng sau thì bị bệnh chết. Anh Hùng nhất định còn những cái câu thiên sát cố tình này. Có lẽ nó cảm thấy cái chết của sư phụ là do nó liên lụy, cho nên ra đi không từ giả, đem theo cuốn Trung Hoa Ngạo Khuyết lãng tích thiên nhai. Từ đó đã không còn tin tức gì nữa. Còn tôi, sau này khi qua tới Mỹ kiếm được một người, chỉ lấy một người hai cánh tay tàn phế này, còn sinh ra đứa con nữa, thì không ngờ quả nhiên tôi có cơ hội trùng phùng với con trai của anh Hùng. Các vị, tất cả người trong lầu Trung Hoa nhất định sẽ tận sức kiếm anh Hùng trở về. Cháu đã nghe chuyện của cha cháu, cháu có cảm tưởng gì? Cháu càng hy vọng gặp được cha của cháu. I was told you're a good trader, so I've decided to let you handle all the Chinese workers here. No problem. One of these days, I'm going to enjoy beating the shit out of those Chinese in Chinatown. Hey, yeah, the Chinese are no good. They're like a sand sand. They only know what to do and what to do. Look, congratulations. Moon Tong Gabin. Tomorrow, I'm going to watch Chinese opera. Very good. You know? Let's go. Ngày mai là ngày rằm tháng giêng. Đối với những người Trung Quốc ở tha hương như chúng ta, có ý nghĩa đặc biệt. Cho nên tôi càng nghĩ tới những đồng bào của chúng ta đang chịu khổ. Đó là những người đang làm ở mỏ ngũ cốc. Là hắn, anh chạy trốn ra đây, nhất định là biết nhiều tài liệu của mỏ ngũ cốc. Sắp kỷ rồi. Cái ngầu cốc đã trở thành của chúng ta, công nghệ nhân gian địa ngục. Đặc biệt là thay đổi chủ tịch, Hắc Long Sư. Anh ấy bản thân là 3K đảng, là một cực đoan của chủng tộc chủ nghĩa. Ngày càng khó khăn thì càng ngày càng khó khăn. Lò Hàn, anh ấy đã trốn ra ngoài. Anh ấy đã thu thập được nhiều tài liệu của cái ngầu cốc. Tôi muốn tập hợp tất cả lực lượng của lầu Trung Hoa này. Ngày mai, chúng ta nội ứng ngoại hợp, tới mỏ ngầu cốc, cứu đồng bào của mình rời khỏi biển khổ. Nhật Nguyệt Môn Thần, bánh bao của mình đã đưa vào đóng chưa? Được rồi, được rồi. Where? My daddy's doing business in Georgia. What is this monkey people stuff?
Chinese opera. Chinese woman kung fu. Kung fu looks like a bunch of shit to me. Kim Hùng, sao người đó quen mặt quá vậy? Tôi nhớ rồi, hắn là Tiền Vô Nghĩa, giúp em gái của cháu. Tôi đâu? Em gái của tôi ở chỗ nào? Mày nói cái gì? Tao không hiểu mày nói gì hết đó. Kiếm Hùng, cái tên Tiền Vô Nghĩa là tên Hán Giang đó. Bây giờ là thời đại gì đây? Còn dùng đao hả mày? Tao nói cho mày biết, ông nội và bà nội của mày á là do tao đám tay giết chết đó. Là tao chỉ định đây. Tao chính là khắc tinh ba đời của nhà họ Quê mày. Anh Hùng, con gái tôi đâu? Quê anh Hùng lâu nay vẫn mạnh võ chứ. Lúc nãy vẫn chơi gì đám con nít thôi. Cái chỗ này á, tôi sắp sửa được nắm quyền rồi. Nếu nhanh chịu hợp tác với tôi á, đừng nói gì là đứa con gái của anh, cả lố cũng có đó mà. La hét. Anh Hùng, mười mấy năm rồi, rốt cuộc không gặp anh ở chỗ này. Đừng có nói nhiều. Anh Hùng, anh Hùng. La hét.
Thiết chưa? Trước khi mà con qua Mỹ, chú xin đâu có nói chuyện của ba cho con biết. Sau khi qua tới đây, chú La Hán, chú Quỷ Bác, mỗi một người bọn họ đều hình dung cha rất là tỉ mỉ. Thật ra trong lòng của con đã có hình tượng của người cha từ sớm rồi. Nhưng mà thật không ngờ, sau khi gặp cha là hoàn toàn khác hẳn. Con cảm thấy thất vọng. Con không biết đã làm lỗi gì đây. Từ lúc con chào đời thì đã không có cha rồi. Có đôi lúc con nhìn thấy các đứa nhỏ khác, con rất hâm mộ tụi nó. Con hâm mộ tụi nó có cha mẹ yêu thương tụi nó. Có nhiều lúc con đã nằm mơ nhìn thấy cha và mẹ. Con hy vọng gặp được hai người. Kim Hùng, tại sao cha lại không nhìn con chứ? Xin lỗi. Số tội phạm thiên sát của tình, tất cả những người ở bên cạnh tôi đều chết không được yên. Con không tin. Cha cũng đừng cố định tin chuyện đó. Lúc nằm mơ, thế tướng của mẹ như thế nào? Rất thương con và rất đẹp. Có phải giống như vậy không? Cha và mẹ chụp tấm hình này trước khi con chào đời. Tấm hình này con giữ bên cạnh đi. Con đã lớn khôn rồi. Cha! 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 Đã 18 năm, sao cô vẫn còn theo tôi vậy? Dòng này của cô, tôi vĩnh viễn không có cách nào để cho cô được tội nguyện. Tôi biết dù sao đi nữa, anh không bao giờ quên được vợ của anh. Nếu như anh biết nhẫn nhục một người đau khổ như thế nào, thì anh cũng nên biết nỗi lòng của tôi 16 năm nay. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, sư phụ và sư huynh của tôi, họ cũng đã tới Mỹ. Mục đích của họ là muốn quyết đấu với anh.
destroyed my mind and did this to my son. I want those Chinese pigs to pay! To pay, do you hear me? 黑龙司令要对付所有中国人，必须用两种方法。 What two ways? 软硬兼施。 我为了黑龙司令，已经将我师父请了来。 至于唐人街中话流，有黑龙司令喺度，为你幕后咁强大势力嘅三K党，我绝对相信，嗰班中国人根本冇可能反抗。Good， good， Nghe đi, đại ca phú tộc. Chưa tới phiên ông tới là mẫu đâu. Kêu quê anh hùng cái tên rùa rút đầu này mau lết ra ngoài. Quê anh hùng tháng trước đã rời khỏi chỗ này, anh không bao giờ về đây nữa. Vậy tôi sẽ làm cho cái lầu Trung Hoa này không có nghe được yên ổn. Lớn người bằng quỷ đông chung đi. Đại hải vô lượng. Dấu cuộc mình đã xuất hiện rồi hả? Quy huynh, tôi không muốn kể vô tội bị phương hại, tốt hơn tìm một chỗ khác đi. Được. Thưa cha. Dịch kiếm. Anh Văn Gia, lâu quá không gặp. Thưa cha. Trận chiến lần này, ngoài có sự quan hệ đến danh dự của sư phụ tôi, cũng chính là lầu Trung Hoa, danh dự của tất cả những người Trung Quốc. Thì cha, cha nhất định sẽ thắng. Trận chiến hôm nay, có phải nhất định phải phân thắng bại hay không? Đúng vậy, tôi và trận quyết đấu này lâu lắm rồi. Vô địch, tôi nhẫn tâm không gặp mặt con tôi. Tôi nhẫn tâm không gặp mặt con tôi. 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 Không gặp mặt con Thank you.
low-life scum that injured my son. If you don't compensate me, I'm gonna lay waste to your dear Chinatown. Besides, I've got the permission from the state government to lay this filthy Chinatown flat. 你哋呢啲种族歧视主义者，咁样欺压我哋中国人，我哋仲可唔可以忍受？ Trouble. This is America. It's a country of freedom because we respect human rights. I've reported your action to the state government, and they will investigate carefully. Now you take your thug, and you get out of here. If you want to get out. Huh. You may have the clan, but I have the people and the police force. Now get out. We go. For now. You're welcome, Anshu. Only doing my job. Everyone's equal in the United States of America, right? Right. Regardless of race! Tôi vì cái trận quyết đấu này, tôi tự hủy đôi mắt của mình, giết chết vợ con của tôi. Bây giờ trong lòng đã không còn lo lắng nữa. Ông không còn lo lắng thì tưởng là chiến không bất thắng hả? Nhưng mà ông có nghĩ qua, ông thắng rồi có giá trị gì? Hả?
anh hùng. Số mạng của mày đã định sẵn. Mày là thủ hạ bại tướng của tao. Ngạo khí Trung Hoa. Bởi vì ông thờ ơ thôi. Cáo từ báo trọng nha, báo trọng nha, báo trọng, xin chào.